Nếu bạn chưa biết cân bằng dài thì clip sẽ dành cho bạn. Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình chia sẻ anh em bộ số cân bằng dài nhé. Đây, đầu tiên thì cái bộ này thì là lõi carbon thì là 8 triệu, còn carbon xuyên tâm thì là 5 triệu 2 nhé. Có mặt trên TikTok shop ấy. Cho quảng cáo tí anh em nhé. Đó thì đây. Bây giờ thì nó sẽ là như này. Bộ số này thì bình thường mình sẽ chia sẻ bộ số bình thường trước, rồi mình sẽ chia sẻ bộ số của mình sau, cái cách của mình sau. Đây, nút số thì mình có nốt ở đây rồi, thì cái điểm này thì cũng dễ thôi. Mình sẽ tìm cái điểm đầu, tìm cái điểm đầu này nhé, xuyên qua bi mục tiêu, làm sao cho điểm đầu và điểm cuối bằng nhau là được. Đây, ví dụ giống như mình thấy lấy 8, đây là điểm 8 này, xuyên bi mục tiêu, xuyên qua tâm của bi mục tiêu. Đấy, và điểm cuối này cũng phải bằng 8 thì nó chính xác. Thì cái giao điểm giữa cái tâm bi chủ và cái đường đó thì nó sẽ là cái điểm chạm. Thì bây giờ mình khi mà mình có được cái điểm này rồi nhé, đây thì mình nhắc lại nhé, điểm đầu này xuyên qua tâm bi mục tiêu và bằng cái điểm cuối, bằng cái điểm cuối đó. Thì đây, ok chưa, bằng cái điểm cuối thì mình tìm ra cái được tam giác cân đó. Bây giờ xuyên qua thì cái điểm mà giao nhau dưới này là cái điểm chạm này. Bây giờ mình chỉ cần đánh bi chủ xuyên qua cái điểm chạm đó thì kiểu gì nó cũng trúng, kiểu gì nó cũng vô lỗ. Đó, thì đây là cách mà ngày xưa giờ hay xài, còn đây là cách của mình. Đây, còn đây là cách của mình nhé. Mình sẽ chia đôi cái điểm bi chủ với thần băng ra, chia đôi ra nhé, chia đôi ra thì nó sẽ là mình sẽ giống lên trên điểm chạm, mình sẽ tìm được cái điểm điểm trừ 5 này, 10 này, đây thành vùng 7. Mình sẽ lấy cái điểm 7 này, điểm 7 ở dưới này nhé. Mình giống với tâm bi chủ, mình giống với tâm bi chủ nhé. Đây, điểm 7 này mình giống với tâm bi chủ và mình sẽ lập ra một đầu cơ, nhé. Xong rồi mình sẽ đây đến tâm bi chủ xuyên qua cái điểm đó thì kiểu gì nó cũng vô lỗ. Đây là cách của mình nhé, đây là cách của mình, còn cách kia là người ta hay xài. Đó, cách của mình nhé anh em ơi. Thì anh em có hai cách như vậy, thì anh em muốn xài cách nào thì xài nhé. Chúc anh em thành công nhé.